Audio Jungle. Xin chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì với clip này mình cũng chia sẻ bà con xem về cái vấn đề vẫn là bệnh phân trắng virus trên chanh dây. Thì hầu như gần đây vào những tháng là 8, 9, 10 thì cái lượng mưa ở Đắk Lắk, Buôn Hồ chúng ta rất là nhiều, nên khiến cho cái dịch hại ở trên cây chanh dây á nó rất là nhiều bệnh, nhất là bệnh phân trắng virus là trái da cóc sần sùi, và thứ hai là bệnh héo rũ chết nhanh chết chậm á, như trên hình quay bà con á, là tình trạng này chết có nghĩa là lá nó héo rũ xanh, gốc nó bị thối đi. Thì cái bệnh này hầu như tất cả vườn chanh á mình khuyên bà con phải phòng một lần đi. Thì tình trạng chết nhanh chết chậm này á, thì sau khi nó mắc nó là chết thì bà con mắc trắng luôn, thì nên phòng một lần, thà nó bệnh khác chúng ta có thể chữa được, còn riêng bệnh chết nhanh chết chậm là nó chết rồi, bà con mất tất cả luôn, không còn vì để chăm sóc nữa. Thì cái vườn chanh dây này mình quay bà con xem á, thì cũng có một số gốc nó bị chết nhanh chết chậm rồi, một số gốc thì bị lở cô rễ, nấm khuẩn gây ra. Thì mình để vẫn tiếp tục nói trước cho bà con xem về cái tình trạng mà mưa gió nhiều á thì khiến cho chanh dây chúng ta bị bệnh. Thì cái việc mưa bão nhiều á thì bà con cũng để ý xem cái vườn, một trận mưa hoặc là hai ba cơn mưa sau á, khi mà ra vườn xem vườn á thì thấy chanh dây chúng ta nhìn nó bệnh rất là nhiều, nhất là bệnh virus phân trắng, trái rồi trắng rồi móp méo cứng, hình dạng thất thù ở như ở trên vườn này. Thì cái bệnh này mình nói thẳng bà con biết á, nguyên nhân chính á, vẫn là do côn trùng chích thúc, nó chích từ những vườn bệnh á, những cái cây cối xung quanh như là cà phê, bà con trồng chung cái cà phê cao su đó hoặc những vườn chanh dây lân cận đó, nó bệnh mang mầm bệnh, nó đem qua nó chích vào những cái ngọn non, những trái non của bà con, khiến cho cái chanh dây chúng ta nó bệnh và nó móp méo luôn, cái trái nhỏ luôn, có những trái nó cứng sần sùi cứng như đá à. Thì làm cho bà con chúng ta là bán không có được giá cao, đưa vào chanh múc thì nói chung là rất là khó khăn. Thì cái clip mình quay mình sẽ nói bà con về cái phương pháp mà khắc phục trong cái dịp mà mưa như thế này. Thì lượng mưa bây giờ cũng rất là nhiều, thời tiết mưa thất thường làm cho bà con phun thuốc rất khó, có nghĩa là 8-9 giờ trời cũng mưa rồi, 1-2 giờ chiều cũng mưa thì không biết phun thuốc đường nào cho nó hiệu quả, thì cũng rất là khó. Cái thời tiết là cái quyết định và cái công việc và cái cây trồng năng suất của bà con, nên cây chanh dây nó rất là nhạy cảm, sau một cơn mưa là nó bệnh à. Nên clip này mình sẽ nói bà con thứ nhất là về côn trùng chích thúc. Thì qua cái hình bên cạnh á, mình nói bà con xem á, thì có rất nhiều phương pháp. Thứ nhất là nếu bà con là có điều kiện á thì có thể dùng hun khói, mấy hun khói như mình quay bên clip đó thì sẽ xua đuổi côn trùng tắc thời trong thời tiết mưa, có nghĩa đang mưa có thể vừa tạnh mưa bà con có thể hun khói, thì cái lượng khói này nó cũng có tác dụng là tắc thời thu đuổi côn trùng trong giai đoạn mà mưa, thì nó sẽ không bay vào chích thúc vì trong vườn nó đã hun khói rồi. Đó là phương án tắc thời đối với những bà con mà có điều kiện trồng chanh dây với mô hình lớn vài hết hoặc là vài trăm gốc trở lên, đó là cái việc hun khói. Và đối với những bà con mà trồng với diện tích nhỏ thì mình khuyên là cái thuốc sâu á, chúng ta phải lựa những cái loại thuốc mà côn trùng chích thúc á mà có hoạt chất mà xua đuổi cực hôi á thì bà con phun. Thì nếu mưa thì bà con chịu khó phun cho mình khoảng từ 5 đến 6 ngày một lần, vì chanh dây nó rất là khó đối với côn trùng chích thúc, nó là chích thì chúng ta không thể nào canh được nó chích giờ nào, nên bà con cứ phòng được côn trùng chích thúc. Là cái thứ hai nữa là cái rễ chanh dây, thì thứ nhất á, mưa thì bà con nên đào hố rồi kênh mương thoát nước đầy đủ hết để tránh tình trạng mà ngập úng gây ra tình trạng mà lỡ cô rễ này héo xanh vì khuẩn này, nói chung là chết nhanh chết chậm đó, nói chung là bà con phải có kênh mương thoát nước tốt. Và nếu mà để phòng được cái bệnh mà lỡ cô rễ, đối với bà con ta không có điều kiện á, thì bà con có thể pha bóc đô tỷ lệ 1%, chúng ta tưới gốc thì cây nó tùy cây nhỏ thì 3 lít, lớn thì 5 lít. Thì cái bóc đô này thì bà con pha tỷ lệ là 1:1, có nghĩa là 1 kg đồng xuân phát pha với 80 lít nước, và 1 kg vôi bà con pha với 20 lít nước, đổ đồng vào vôi, chúng ta khuấy đều. Vôi ở đây thì có vôi tươi, nếu có vôi tươi thì càng tốt, bà con tiến hành tưới gốc cho mình. Còn về cái quét gốc á, nếu bà con nào cũng không có điều kiện, nên chung là chi phí không có, không chưa có thu nhập á, mới trồng lên mà cũng chưa có thu gì mà nó bệnh hay muốn phòng á, thì có thể pha bóc đô tỷ lệ là 5%, có nghĩa là 1:4:20. Cái đó bà con quét gốc. Về những cái tỷ lệ pha bóc đô, nếu bà con là chưa rõ thì mình gọi điện thoại số mình để mình hướng dẫn cụ thể hơn. Thì đó là cái tình trạng mình nói bà con khắc phục vào thời tiết mà mưa. Còn về thuốc mà để
phòng bệnh cho cái cây chanh dây này á, thì bên mình có cái sản phẩm nano bất đồng hợp kim, thì cái này phun phòng và chữa bệnh virus này nó cũng rất là hiệu quả. Nhưng cái vấn đề quan trọng nhất á, là bà con phải phòng được côn trùng chích thuốc. Khi nó bớt rồi mà con không phun được côn trùng chích thuốc á, thì nó bay lại, nó chích thì vườn ta sẽ tái lại, rất là khó. Nên cái vấn đề nói tóm lại để con hiểu nhất á, là vấn đề côn trùng chích thuốc thì mặc định á. Và cái thứ hai nữa là cái giống, bà con phải chọn được những cái giống và những cái công ty cấp giống chất lượng. Để một số hiện tại bây giờ bà con gọi điện thoại đến bên mình tư vấn á, hầu như là con mua giống bị sai hết, giống không có chuẩn, thì khiến cho cái việc đầu tư của bà con khi mà trồng, nói chung là khi lớn lên vừa phủ vàng 3 tháng 4 tháng tốn rất nhiều chi phí, nhưng mà giống không chuẩn, giống bị nhiễm bệnh thì rất khó cho bà con. Thì qua clip này một lần nữa mình cũng khuyên bà con nên có chế độ phòng cây chanh dây định kỳ, và cái chế độ nữa là làm cành thông thoáng vào mùa mưa, phun thuốc sâu định kỳ, tiêu hủy mầm bệnh, không nên để mầm bệnh trong vườn, có nghĩa là bệnh virus phân trắng á, mà con phải cắt bỏ sạch sẽ luôn. Những trái nào bị nặng con cắt bỏ đi, chứ bà con tiếc là nó sẽ lây rất là nhanh, nhất là một cơn mưa qua nó lây hết vườn. Thì qua clip này bà con cứ đăng ký kênh và theo dõi tất cả video tiếp theo bên kênh. Thank you.